2022 là năm đánh dấu cho sự trở lại mạnh mẽ của các hoạt động trực tiếp sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám hiệu, sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể viên chức, người lao động, Trường Đại học Mở Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành tựu, ngày càng khẳng định được thương hiệu, vị thế trong nền giáo dục nước nhà. Năm 2022, công tác chính trị, tư tưởng được Trường Đại học Mở Hà Nội chú trọng thực hiện thông qua nhiều hoạt động và hình thức khác nhau, giúp cho tập thể cán bộ và người học có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của trường. Nhà trường đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong viên chức, người lao động và học viên, sinh viên, tiêu biểu là các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước, tổ chức các chuyên đề, cuộc thi học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, các buổi sinh hoạt thường xuyên của chi đoàn, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về đoàn, hội, thu hút hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia học tập và tìm hiểu, đồng thời có sự tuyên dương, khen thưởng kịp thời cho những đoàn viên, sinh viên tích cực, thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và nâng cao nhận thức về Đảng trong sinh viên, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng sinh viên tiêu biểu, xuất sắc để tạo nguồn kết nạp Đảng. Đổi mới phương thức tổ chức sinh hoạt chính trị công dân cho sinh viên theo các chuyên đề phù hợp với từng ngành. Công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong sinh viên tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện với các mô hình hiệu quả. Nổi bật là công tác đối thoại giữa lãnh đạo với người học được thực hiện trên tinh thần lắng nghe, cởi mở, giúp nắm bắt mọi tâm tư, nguyện vọng của học viên, sinh viên. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa trường và các đơn vị chức năng. Trong năm vừa qua, những công việc liên quan đến tư tưởng, quản lý sinh viên trên địa bàn được thực hiện một cách hết sức bài bản và đạt kết quả tốt, ngay cả những sự việc phát sinh đột xuất. Nhà trường cũng triển khai hướng dẫn sinh viên khai thác, sử dụng thông tin trên Internet và xã hội cho sinh viên phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học, giải trí lành mạnh. Đồng thời, thông qua Internet để tuyên truyền giáo dục, định hướng cho người học về các vấn đề có liên quan trong ngành giáo dục, các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc gia. Đảng bộ và nhà trường luôn ý thức việc thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng, thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên và cán bộ cốt cán. Thực hiện theo đúng lộ trình phương án tổ chức bộ máy 4022, Trường Đại học Mở Hà Nội thành lập phòng quản trị cơ sở vật chất, khoa đào tạo cơ bản, viện công nghệ sinh học và thực phẩm, khoa điện điện tử và đổi tên trung tâm ngoại ngữ tin học và bồi dưỡng ngắn hạn thành trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn, đồng thời rà soát, xây dựng và ban hành toàn bộ các quy định chức năng nhiệm vụ của đơn vị thuộc trường. Các văn bản quản trị nhà trường được xây dựng và hoàn thiện đồng bộ, thống nhất. Trường đã đưa ra dự thảo danh mục văn bản quản trị xây dựng, điều chỉnh trong năm 2022 và chuẩn bị lấy ý kiến để ban hành. Công tác pháp chế đã đáp ứng cơ bản nhiệm vụ được giao. Hình thức góp ý trong ban soạn thảo đã phát huy tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế bởi những trao đổi, góp ý mang tính gắn kết, liền mạch tư duy trong xây dựng văn bản nội bộ. Trong năm 2022, công tác tổ chức nhân sự đã được thực hiện tốt theo đúng quy định của nhà nước và của trường, thực hiện quy hoạch các chức danh trong đảng, quy hoạch viên chức quản lý, công tác bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ được thực hiện theo đúng quy trình, gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng đảng, thực hiện nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ, khách quan, toàn diện công tác rà soát, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị cán bộ. Nhà trường đã triển khai những giải pháp tuyển dụng nhằm thu hút nguồn cán bộ có trình độ cao, có kinh nghiệm công tác. Thêm vào đó là thực hiện bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, thường xuyên cử cán bộ, giảng viên, người lao động đi tham dự các khóa tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị bạn tổ chức, thực hiện đúng các quy định về nâng bậc lương, hướng dẫn và giải quyết kịp thời chế độ nghỉ việc, chế độ nghỉ hưu cho viên chức người lao động trong trường.
công tác hành chính, văn phòng và phục vụ đã đáp ứng được hầu hết các hoạt động có liên quan trong trường, đảm bảo tính hanh thông trong công việc, các văn bản được ban hành kịp thời, đúng quy định. Trường đã tích cực triển khai hệ thống văn phòng điện tử e-office, đảm bảo 100% văn bản đến được số hóa và xử lý trực tuyến, hạn chế tối đa văn bản giấy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, giúp tối ưu hóa, tránh rườm rà. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước đã được trường thực hiện bài bản theo quy định. Các sự kiện, hoạt động của trường, hoạt động hỗ trợ các cấp bộ, ban, ngành được phục vụ tốt, đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong những tháng đầu năm, lập chương trình kế hoạch tuần, tháng, quý và năm, thực hiện đều đặn các báo cáo tháng, quý, năm học theo quy định. Năm 2022, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo và kế hoạch tuyển sinh của năm. Các bậc đào tạo và hình thức đào tạo cơ bản thực hiện đủ chỉ tiêu đặt ra. Nổi bật là hệ đào tạo chính quy với chất lượng đầu vào theo chiều hướng tăng cao so với các năm trước. Quy mô tuyển sinh hệ không chính quy, đặc biệt là đào tạo trực tuyến, vừa làm vừa học có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trường cũng tổ chức rà soát các chương trình đào tạo ngắn hạn hiện có và quyết định dừng chiêu sinh đối với các chương trình không hiệu quả. Công tác xét tốt nghiệp được triển khai trực tuyến nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, cập nhật kết quả nhanh chóng và có sự giám sát lẫn nhau giữa các đơn vị đào tạo và các phòng, trung tâm chức năng trong trường. Năm vừa qua, quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Mở Hà Nội đã được xây dựng và ban hành. Nhà trường thực hiện xây dựng quy định về mở ngành đào tạo và xây dựng đánh giá chương trình đào tạo. Ban hành quyết định cho phép tuyển sinh và đào tạo từ xa đối với hai ngành là thương mại điện tử và quản trị khách sạn, đồng thời tiến hành tự đánh giá và cải tiến 29 chương trình đào tạo của trường. Công tác khảo thí tiếp tục được nhà trường cải tiến, hoàn thiện, ban hành và sử dụng đồng bộ các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ. Công tác tổ chức thi kết thúc học phần cho các hệ đào tạo trong trường được triển khai theo kế hoạch, đảm bảo công bằng, trung thực và khách quan. Trong năm vừa qua, công tác phê duyệt, triển khai và nghiệm thu giáo trình, học liệu được thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác đào tạo của nhà trường. Chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường trong năm 2022 cũng được nâng lên rõ rệt. Theo dõi, triển khai một đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, quản lý, theo dõi 15 đề tài cấp bộ, 54 đề tài cấp trường, phê duyệt 269 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2021-2022. Xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học theo quy định, quản lý, theo dõi 5 nhóm nghiên cứu. Các đề tài khoa học và công nghệ của trường đều có sản phẩm ứng dụng, phần lớn trong số đó có sản phẩm công bố trên các tạp chí uy tín. Trong năm qua, số lượng tác giả ngoài trường tham gia công bố trên tạp chí khoa học của trường cũng ngày càng tăng lên đông đảo. Hoạt động hợp tác quốc tế đã khởi sắc sau thời gian dịch bệnh kéo dài trên toàn thế giới. Năm 2022, trường đã tổ chức 7 hội nghị, hội thảo khoa học, tập huấn, cử 6 đoàn tham dự trực tiếp các hội nghị, hội thảo, giao lưu, tập huấn tại nước ngoài, tham dự 3 cuộc họp quốc tế trực tuyến, tiếp 5 đoàn đến làm việc tại trường, ký kết 14 biên bản ghi nhớ với các đối tác và tổ chức 3 đoàn giao lưu giảng viên, sinh viên. Công tác sinh viên đã được triển khai theo kế hoạch đề ra và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàn thiện các văn bản quản trị đối với công tác sinh viên để nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho sinh viên như học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng, trên 14,5 tỷ học bổng khuyến khích học tập, trên 500 sinh viên được miễn giảm học phí cùng nhiều hỗ trợ và học bổng ngoài trường khác. Sinh viên nhà trường tích cực tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, các diễn đàn, tọa đàm về đạo đức, lối sống, văn hóa trong trường học do Bộ Giáo dục Đào tạo và Trung ương Đoàn tổ chức. Đoàn thanh niên, hội sinh viên có nhiều sáng tạo trong hoạt động thu hút, tập hợp thanh niên, sinh viên, linh hoạt thích ứng với các điều kiện phòng chống dịch bệnh và tổ chức thành công nhiều hoạt động thiết thực. Hơn 350 tình nguyện viên là những sinh viên nhanh nhẹn, giỏi ngoại ngữ, tin học, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, góp phần vào thành công chung của đại hội được tổ chức tại Việt Nam. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên, phối hợp với hơn 400 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tư vấn việc làm và tuyển dụng sinh viên làm việc, thực tập, kiến tập.
triển khai thành công cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2022 và chuẩn bị tham gia chung kết cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ngoài ra, trường cũng thực hiện tốt công tác y tế học đường, đặc biệt là triển khai các hoạt động thích ứng, linh hoạt trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong năm 2022, công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của nhà trường cơ bản đã thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra, đặc biệt là báo cáo của đoàn đánh giá ngoài và nghị quyết của Hội đồng Kiểm định Chất lượng Giáo dục 3 chương trình đào tạo, Luật Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ sinh học đã giúp nhà trường cải tiến chất lượng của tất cả các chương trình đào tạo hiện hành trong trường. Hàng trăm cán bộ, giảng viên được cử tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và năng lực về đảm bảo chất lượng. Hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng đã, đang và sẽ tiếp tục được nhà trường thực hiện, lựa chọn các chương trình đào tạo để thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian tới. Ngoài ra, nhà trường cũng thường niên tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên hệ chính quy về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động đào tạo hay khảo sát ý kiến của người sử dụng lao động, cựu sinh viên. Công tác đầu tư và quản trị cơ sở vật chất tiếp tục được chú trọng triển khai, thực hiện cải tạo, sửa chữa cơ sở B101 Nguyễn Hiền, các khu giảng đường, đặc biệt là hoàn thiện cải tạo và đưa vào sử dụng khu giảng đường tập trung tại 422 Vĩnh Hưng. Công tác mua sắm tài sản cũng được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Các hệ thống công nghệ của nhà trường được đầu tư hiện đại, hoạt động tốt, phát huy hiệu quả và đảm bảo không làm gián đoạn các công việc, giúp các đơn vị duy trì được kế hoạch năm học đã đề ra. Trường đặc biệt chú trọng xây dựng và sử dụng học liệu điện tử phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường cũng như phục vụ cộng đồng, đặc biệt là trong và sau giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Công tác tài chính năm 2022 thực hiện tốt dự toán, kế hoạch năm đã lập ra, tăng cường các khoản chi đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, phục vụ đào tạo và quản lý, tăng cường chi đầu tư cho công tác đảm bảo chất lượng, cải tiến và đánh giá các chương trình đào tạo, đảm bảo chế độ chính sách cho người học và thu nhập phúc lợi cho người lao động. Thư viện hoàn thành kế hoạch năm 2022 với các hoạt động xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin nhằm phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của trường. Tổ chức thành công cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc HOU, có 3 bài dự thi tham dự và đạt giải tại vòng thi toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Thêm vào đó, thư viện đã tổ chức xây dựng phòng đọc thư viện tại khu giảng đường 422 Vĩnh Hưng, tổ chức hướng dẫn sử dụng, khai thác các sản phẩm dịch vụ thư viện cho 3.708 sinh viên chính quy năm thứ nhất, tổ chức và chọn cử các cán bộ làm công tác thư viện tham gia các lớp tập huấn do trường và cấp trên tổ chức. Với những thành tích đó, Thư viện Trường Đại học Mở Hà Nội đã được Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc tặng giấy khen đơn vị hoàn thành xuất sắc trong hoạt động thông tin thư viện năm 2022. Các điều kiện về hạ tầng công nghệ, nhân lực của trường hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong công tác đào tạo của trường. Lộ trình triển khai hệ thống công nghệ thông tin có tính chất tổng thể, tái sử dụng và khả năng tích hợp cao, hướng tới một hệ sinh thái công nghệ thông tin cho giáo dục hoàn chỉnh trong tương lai, xây dựng được đội ngũ chuyên ngành công nghệ thông tin theo quy định hiện hành. Trường tích cực thực hiện số hóa các văn bản nội bộ, triển khai việc đăng nhập một lần giúp nâng cao năng lực quản lý. Nhiều dịch vụ công nghệ thông tin được sử dụng nhằm đơn giản hóa các hoạt động học tập và thủ tục hành chính đối với sinh viên. Cùng với đó, người học có thể dễ dàng tra cứu văn bằng, chứng chỉ trên cổng thông tin của nhà trường. Năm 2022, trường tiếp tục đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động dạy học của người học. Trường có hệ thống đào tạo trực tuyến được đánh giá là một trong những cơ sở hạ tầng thiết bị quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam. Trên 500 máy tính kết nối mạng phục vụ người học tại các khu giảng đường, các trạm đào tạo từ xa. Số lượng tài khoản theo học qua hệ thống đào tạo trực tuyến tính đến nay là hơn 40.000 người dùng. Gần 300 đầu học liệu điện tử được xây dựng công phu theo các tiêu chuẩn hiện đại. Nhà trường dự kiến nâng cấp, bổ sung, trang bị các dịch vụ, công cụ tiện ích hỗ trợ, giám sát để nâng cao hơn nữa chất lượng của các kỳ thi trực tuyến trong thời gian tới. Ngoài ra, với thế mạnh về công nghệ, Trường Đại học Mở Hà Nội cũng đã hỗ trợ cho các bộ, ban, ngành và nhiều cơ quan đơn vị khác trong công tác triển khai tập huấn, bồi dưỡng về các sự kiện trực tuyến, phục vụ công tác chuyên ngành.
Năm 2022, trường thực hiện 15 cuộc thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tính công khai, minh bạch, hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu điện tử phục vụ công tác tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cử cán bộ tham gia kiểm tra công tác coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tiếp nhận và trả lời thỏa đáng một số ý kiến còn băn khoăn của người lao động và sinh viên, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tuyên truyền các văn bản của cấp trên về phòng chống tham nhũng, tiếp tục giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng theo quy định, công khai minh bạch các hoạt động về tài chính, tài sản, công tác cán bộ, công tác đào tạo, kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định. Trong năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được chú trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định và phát huy được thế mạnh trong vai trò tạo động lực làm việc, nghiên cứu. Trường Đại học Mở Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cụm thi đua trong vai trò cụm trưởng, cụm thi đua số 5. 100% đơn vị và cán bộ cơ hữu thuộc trường được đánh giá, xếp loại chất lượng năm học 2021-2022. Tổ chức 2 đợt xét và đã công nhận 25 sáng kiến cấp cơ sở, hướng dẫn các cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề xuất sáng kiến và đã được công nhận 5 sáng kiến cấp bộ. Năm học 2021-2022, 100% các đơn vị đăng ký thi đua đưa công tác thi đua vào thực chất góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh. Công tác truyền thông đã thực hiện tốt hầu hết các nhiệm vụ được giao, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động của nhà trường, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Mở Hà Nội. Xây dựng quan hệ khăng khít với trên 30 cơ quan báo chí truyền thông, nâng cao tính chủ động hợp tác với các báo, đài đưa tin về nhà trường, giúp tần suất xuất hiện của trường trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng dày đặc. Ngoài ra, việc thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan đến nhà trường giúp dự đoán và hạn chế tối đa các cuộc khủng hoảng truyền thông. Tổ chức truyền thông theo sự kiện, thực hiện lấy tư liệu thường xuyên và tổ chức lưu trữ online trên hệ thống đám mây, tạo thuận lợi cho việc thiết kế các sản phẩm truyền thông. Số lượng các bài viết, video chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử hay các trang mạng xã hội của nhà trường cũng được tăng lên đáng kể cho năm 2022. Với mục đích quản trị truyền thông thương hiệu cho Trường Đại học Mở Hà Nội, năm vừa qua, nhà trường đã ban hành quy định quản lý, sử dụng bộ nhận diện thương hiệu kèm rà soát tiến độ thực hiện, tổ chức thành công cuộc thi sáng tác biểu trưng hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập trường, mùng 3 tháng 11 năm 2023. Công tác nâng cao kiến thức, kỹ năng về truyền thông cho cán bộ, giảng viên trong trường cũng được chú trọng thực hiện. Gần 100 lãnh đạo cùng cán bộ làm công tác truyền thông tại các đơn vị đã được tham gia tập huấn với những thông tin mới mẻ và hữu ích. Năm 2022, công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở tại trường. Hoạt động chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo, người lao động là một hoạt động thường xuyên của công đoàn, được Đảng ủy, Ban giám hiệu trường đặc biệt quan tâm và ủng hộ. Viên chức người lao động trong trường được hưởng chế độ phúc lợi theo đúng quy định. Tổ chức thăm hỏi, động viên 9 viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh chữa trị dài ngày với tổng kinh phí thăm hỏi là 45 triệu đồng. Thăm hỏi, động viên 343 viên chức người lao động bị mắc COVID-19 với tổng kinh phí là 520 triệu đồng. Tổ chức khám sức khỏe cho viên chức người lao động, thăm hỏi động viên chức người lao động có việc hiếu, việc nghỉ, gia đình có bố mẹ là thương binh, bệnh binh. Công tác tuyên giáo văn thể được công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện thường xuyên, liên tục, giúp tuyên truyền sâu rộng trong viên chức người lao động về ý nghĩa những ngày lễ Tết, kỷ niệm, các cuộc vận động, tháng hành động. Thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý nội bộ của nhà trường và các quy chế quy định của cơ quan các cấp có liên quan. Tuyên truyền học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tham gia hội thao người giáo viên nhân dân toàn quốc, phối hợp với đoàn thanh niên của trường triển khai cuộc thi thầy cô trong mắt em năm 2022. Tổ chức các chương trình liên quan đến bình đẳng giới, trao quà cho các em thiếu nhi là con viên chức người lao động, con em cán bộ, nhà giáo, người lao động. Trong năm vừa qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn phát động vẫn được đoàn viên công đoàn ủng hộ nhiệt tình. Tích cực tham gia các cuộc vận động từ thiện, ủng hộ các hoạt động của cơ quan các cấp với tổng kinh phí là trên 132 triệu đồng. Công đoàn đã công nhận danh hiệu thi đua và tặng giấy khen cho 15 tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
64 đoàn viên công đoàn xuất sắc, 47 nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà tiêu biểu xuất sắc, 10 đoàn viên công đoàn có sáng kiến tiêu biểu tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 giai đoạn 1. Cùng với đó, 3 cá nhân của trường đã được nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội xuất sắc được nhận cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Xuân Quý Mão 2023 đã tới thật gần với sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, viện, phòng, trung tâm, các tổ chức chính trị, xã hội trong nhà trường và đặc biệt là sự cống hiến không biết mệt mỏi của hơn 500 viên chức, người lao động. Chúng ta cùng tin tưởng một năm mới bình an và đầy ắp những thành tựu dành cho thầy và trò nhà trường là dấu ấn mạnh mẽ để chào đón Trường Đại học Mở Hà Nội chính thức bước sang tuổi 30.